Hello, xin chào các em. Trong video này chúng ta sẽ sửa 40 câu toán ngày thứ bảy các em. Câu số 1 là anh sẽ tách cái A bình này ra nè. Là nó ra được là 2 log cơ số 3 của A tất cả bình. Cho nên bài này là cái câu D mấy em. Cái câu D nha. Câu 1 là có bao nhiêu cách lập tổ công tác gồm 3 người từ một nhóm 6 người là C36. Câu D. Câu 3 tính 5 liên lập Z trong khi Z của các em là 3 triệu 40. Cho nên là 5 liên hợp Z nó sẽ bằng 5 nhân 3 cộng 40. Là ra 15 cộng 20 là D các em. Câu số 40. Mặt bên nó là B tam giác đều và nằm trong khoảng góc quay đáy, cho nên chiều cao là cạnh bình nhân căn 3 chia 2. Xin lỗi, cạnh nhân 3 chia 2 à. Là 2 căn 3 nhân căn 3 chia 2 là ra 3. Mà nó kêu các em tính thể tích SABD thôi, tức là mình tính cái thể tích SABCD mình chia 2 mấy em. Vậy là V là 1/3 B nhân 2, rồi em chia 2 cái nữa. Đúng nè, mình chia 2 cái này là do mình chỉ tính thể tích của SABD thôi. Vậy là 1/6 base là căn 2 căn 3 nhân 2 nhân chiều cao nhân 3. Cho nên cái này là ra bốn căn 3, 2 chia 3 là 2 chia 6 là còn 3. 3 với 3 mất 2 này là mất nè, còn 2 căn 3 thôi kìa. Cho nên là cũng D. Câu số 5, tính tích phân từ 1 tới 4 của F là hai này cộng lại là ra 2 nha em. Câu 6, cái này mấy em bấm máy nha, mình đặt này là A nè. Xong em gịch cái A này ra ngoài. Em tìm A là 1/3 chia cho tích phân từ 0 tới 1 của 1dx. Cái chiêu này là anh dạy mấy em phải không? Vậy cái này ra 1/3 các em. Đúng không? Cho nên từ đây các em thấy 1/3 như đây là ra 2/3. Là câu câu D. Khoan để nó coi kỹ coi. Là 1/3x thế 1 như là 1/3 thế trừ 1 vô là cộng 1/3, đúng rồi, là ra 2/3. Ok, đúng rồi. Câu 7, bắc phương trình này có bao nhiêu nghiệm nguyên thì các em giải bắc phương trình này thôi. 9 đó là 3 mũ 2x cộng 4. Cho nên chúng ta sẽ có là x bình trừ 6x trừ 16 nhỏ hơn 2x cộng 4. Giải ra là x bình trừ 8x trừ 20 nhỏ hơn 0. Chờ anh đi lấy cái máy tính với mày mày. Một trừ 8 trừ 20 vậy là nó đi từ âm 2 đến 10, âm 2 tới 10, âm 2 tới 10 là lấy từ âm 1 cho tới 9 em, là 11 số nguyên đúng không? 11 số nguyên. Câu 8 có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt khi mà F bằng 1? F bằng 1 là cắt ngang đây là 3 nghiệm em, 3 nghiệm là B. Câu 9. À, câu này lừa nè, nó hỏi giá trị những gì nhớ của F cộng 1 đúng không? Thì mình sẽ đặt T bằng X cộng 1. Thì các em suy ra là miền T đó, nó sẽ thuộc thế trừ 1 đây là 0, thế 0 đây là 1. Thì lúc này các em sẽ tìm giá trị lớn nhất của hàm FT là nó đi từ 0 tới 1 nè. Cho nên nhỏ nhất là 0, còn lớn nhất là 3. 0 cộng 3 là ra 3, câu C. Câu này nếu em lấy em để nguyên mà em lấy đó là bị lừa đó nha, cẩn thận tí xíu coi chừng cái chỗ bị lừa đó. Câu 10, cho xét bình trừ 6 xét cộng 10 tính xét 1 bình cộng xét 2 bình. Thì giờ mình bấm máy rồi mình tính thôi. Cái okay, bấm mod 53 1 trừ 6 10
nó ra 3 cộng y với 3 trừ y đúng không? Em ra ngoài em bấm 3 cộng y tất cả bình cộng 3 trừ y tất cả bình là ra 16 nha em. B câu 11 em rút z đi, z là bằng trừ 3 chữ là 7, 5y trừ 40 là cộng y, chia lại cho 1 trừ 2y, xong rồi các em bấm máy thôi. 7 cộng y chia 1 trừ 2y nó ra 1 trừ 3y các em. Cho nên phần liên hợp của hàng quỹ này đó là 1 cộng 3y, 1 cộng b, cho nên là 1 cộng 3 là 4 là câu b. 12 đạo hàm của 3 mũ 1 trừ x là 3 mũ trừ x nhân cho 1 trừ x. Ê khùng, chút xíu nó sai rồi. Cái này 3 mũ a là 3 mũ a log a, nhưng mà thêm u phẩy nữa là ra dấu trừ. Như vậy là câu b rồi. 13 tập này là x trừ 1 nhỏ hơn bằng 1 phần 2 mũ 0 là nhỏ hơn bằng 1, x sẽ nhỏ hơn bằng 2. Nhưng mà mấy em lưu ý là điều kiện là x lớn 1 nha, cho nên nó bán là b. 14 là các bạn em từng cho rồi, lên xuống lên, đây là 1 1 2 3 4 điểm cực trị khen, cho nên đáp án là D. Câu 15 tập xác định của hàm này là x mũ 3 trừ 27 lớn hơn 0. Các em tìm ra một nghiệm duy nhất là x bằng 3 đúng không, xét dấu là xong, cộng trừ, cho nên cái này nó sẽ xác định khi mà lớn hơn 3. Câu số 16, cái này có phần ảo là 7 mấy em, không có gì giải. Câu 17 là các em nhân hai này lại là ra x bình trừ 4 bằng 5, cho nên x bằng cộng trừ 3. Nhưng mà chúng ta chỉ nhận nghiệm số 3 thôi, do trừ 3 nó vi phạm xác định của logit rồi, nên bán là D. 18 tìm D để tính giá ABC hình hành, câu này gặp quen quá đúng không? Các em vẽ cái hình bình hành ra như thế này nè, CD, rồi anh giải một cái cho em mới hiểu luôn nè. Anh sẽ có A trừ C bằng B trừ D đó, em muốn cái nào trước cũng được, hoặc là em có thể để C trừ A bằng D trừ B, nhưng mà nó phải cùng chiều nha. Đó, rồi em rút ra D, D là bằng B trừ A cộng C đúng không, B trừ A cộng C. Ok, cái gì trời, tôi tô màu hồng gì mà sao nó đậm dữ vậy, cho nó nhạt nhạt coi đó. B trừ A cộng C, 1 trừ B trừ A cộng C là bây giờ hoành nữa nha, 2 trừ 1 trừ cho 3. Ủa đúng rồi, 2 cộng 1 chấm 2 trừ 1 là 2 trừ 1 là 1, 1 mà cộng cho trừ 3 là trừ 2, trừ 2 trừ 1 là 1, 1 cộng cho trừ 3 là trừ 2. Đó, bấm thử coi, B trừ A cộng C. À chết, màu hàng vẽ thấy nó kỳ kỳ, cái hình bình hành anh vẽ nó kỹ nó bị ngược của em, A B C D mới đúng mà. Xin lỗi, I'm sorry, cái vẽ khi ngược chiều. Vậy là anh có là D trừ A bằng C trừ B, cho nên D là bằng A trừ B cộng C. Xong anh nhập vô máy tính nha, A trừ B cộng C nhập vô con thôi, hoành nữa nha, 1 2 trừ 3 hoành nè, là nó ra trừ 4 em. Mà hoành trừ 4 chỉ hãy là con A thôi, mình khỏi tìm tung với cao, mình tìm hoành được rồi. Câu 19 góc giữa cạnh bên và mặt đáy là góc này nè, góc phi này nè, thì góc này tìm sao? Nó cho độ dài cạnh đáy là 1 đúng không? Độ dài cạnh bên là 2 căn 3, nhìn xài cos đi. Cái này là 2 căn 3 chia 3, còn cái cạnh này nè, cái cạnh mà anh tô màu xanh nè, cái cạnh này là 2 phần 3 chiều cao, là 2 phần 3 nhân căn 3 chia 2, gây ra căn 3 chia 3. Cho nên em sẽ có cos phi là bằng k chia quyền, k là căn 3 chia 3, chia quyền là chia cho 2 căn 3 chia 3 là 1 phần 2. Cos 1 2 là 60 là D. Câu 20, công thức tính thể tích tròn xoay, biên là 1 với 2 nha các em.
Cho nên chúng ta sẽ có tích phân của x bình trừ 3x cộng 2 tất cả bình đi từ 1 tới 2. Là ra bi chia 30 cộng A. 21. Cho hình chóp SBCD có đáy là hình vuông SA vuông đáy, tính khoảng cách từ D tới BC. Cái này quá quen thuộc rồi mấy em. Ngày nào cũng giải cho người. SABCD khoảng cách từ D tới SBC là bằng khoảng cách từ A tới BC, cho nó hiểu không? Hệ song song. Khoảng cách từ A tới BC là cái này nè. Vậy nó bằng AB nhân AS chia căn AB bình cộng AS bình. Nhẩm luôn. AB là 1, AS là căn 3 chia căn 1 bình cộng căn 3 bình, căn 3 chia 2 là con C, khỏi máy. 12, tiệm cận ngang là trừ x chia x là trừ 1, câu A. 23, phương trình nào dưới đây là phương trình cầu AMI bán kính bằng 4. Câu trả lời là câu C. Câu C mấy em. 24, vector này là vector chỉ phương của D, 2 trừ 5, 3 là C. 25, mặt phẳng đi qua điểm B đồng thời nhận cái N là phát tuyến là 2x cộng 3y trừ z cộng D bằng 0. Xong mấy em thế điểm B này vô đây, tìm D. 4 cộng 3 trừ 1 cộng D bằng 0. Cho nên D bằng âm 6 các em. D bằng âm 6 là D. 26, đồ thị này là đồ thị D. Này nó không có gì để nói. 27. Ủa? 27 như anh đổi cái đề không hả? 27 hình như trong cái thiết kế của anh á, anh đổi nó lại rồi. Để coi lại coi. Có thể là anh đổi nó lại nhưng mà anh chưa có lưu file PDF. Hiểu rồi, anh chưa lưu file PDF nè. Ok, lỡ rồi giải luôn, lỡ rồi đang quay video mình giải luôn mấy em. Bây giờ nó cho FS là cái này đúng không, thì nó nói đồ thị này nè là của hàm số nào đó. Thì đầu tiên đó, mấy em phải thế, mấy em tìm từng cái đi. Em tìm cái F của X cộng 1 đi. F của X cộng 1, cái này nhiều cách giải lắm nha. Anh tính F của X cộng 1 đi. Thì chỗ nào á có chữ X thế bằng X cộng 1, vậy này là X cộng 1 trừ 1 tất cả mũ 3 trừ cho 3 nhân X cộng 1 cộng 3, đúng không? Rồi thế vô x cộng 1 trừ 1 là ra x mũ 3 nè. Rồi trừ cho 3x trừ 3 cộng 3 là mất đúng không? Rồi thì cái này á nó sẽ trừ 1, nó dời xuống cái, theo anh nghĩ đó là cái này là trừ 1 á, là cái này trừ 1 nè, là nó dời xuống cái mấy em. Thì cái hàm này là tào lao. Không, khoan. Cái này là có dấu trừ nữa mấy em. Xin lỗi. Là cái này f của x cộng 1 thôi. Bây giờ nó có dấu trừ ở ngoài nữa. Là trừ f của x cộng 1 á, nó phải bằng trừ x mũ 3 cộng 3 x bình, rồi trừ cho 1. Bây giờ chúng ta cần kiểm tra coi cái hàm của câu A này nè. Cái này trừ 1 nha. Xin lỗi, thêm trừ 1 nữa. Thêm trừ 1 đây nữa. Rồi, nãy giờ anh mới chỉ kiểm tra câu A thôi. Là liệu gần cái hàm này nè, nó có phải là cái hàm này không? Đó, ý của cái đề là vậy thôi. Nó hơi dài mấy em. Thì đầu tiên là hệ số A âm là hợp lý nè, đúng không? Tiếp theo giao hình như giao OI á là trừ 1. Tào lao rồi, thì là sai rồi, lỗi qua. Hiểu nè, giao y nó phải là cộng 1 mới đúng. Mà giao y cái này là 1 mà, đâu phải trừ 1 đâu. Cho nên á, mình kiểm tra luôn câu D nha. Câu D là đổi cái này cộng 1 nè. Thì bây giờ cái này là cộng 1, ok. Giao y xong.
Bây giờ tiếp theo là tới cái gì ta? Đồ thị. Đồ thị này cân bằng mấy em. Đồ thị này cân bằng đúng không? Tức là từ đây tới đây trừ 1, đây đây cũng là 1, đồ thị này cân bằng. Mà cân bằng thì B phải bằng 0. Y cái này không phải bình, xin lỗi. Cái này 3x thôi. Chứ không phải bình, xin lỗi. B bằng 0 là đúng rồi. Tiếp theo là có hai điểm cực trị nằm về hai phía là đúng luôn, cho nên là câu D đúng rồi mấy em. Câu D chính xác rồi đó. Bây giờ anh kiểm tra thử cái nó nè, anh tìm coi nó phải cho ba vô điểm nào không nha. Là anh giải phương trình trừ x mũ 3 cộng 0 x bình cộng b cộng 1. Nó ra một nghiệm là 1,87 đúng rồi nè. Trừ 0,34 đúng luôn, trừ 1,53 đúng luôn. Cho nên câu 27 là D. Đó. Câu này có vẻ hơi khoai mấy em. Có thể là nếu mà em yếu yếu á, nhìn câu này là không suy luận ra đâu. Ok. 28 cho mặt cầu có diện tích bằng 4, tính thể tích. Diện tích bằng 4 á, mà diện tích là 4π g bình đúng không? Còn 4π cho nên g phải bằng 1, mà g bằng 1 thể tích là 43. 29 đường sinh hình nón là căn g bình cộng h bình là ra 5. 30 hàm này là hàm đồng biến rồi, cho do đạo hàm bằng 4 dương. Đúng không? Mà nó dương thì đồng biến, mà d của d thôi. Là do không thể nào là g hiệu được, cái này nó không thể kết luận nhân tập g gạt. Thứ hai là nó đồng ý với g là sai, mà nó cũng không thể nào nó nghịch biến nữa. D thôi. Câu 31, giá trị lớn nhất trên đoạn âm 3 tới 3 là 8 em. B. 32, số hạng tổng quát của số nhân là U1 nhân Q mũ N trừ 1, cho nên đáp án là BC. Câu 33, tính xác suất để hai viên cùng màu là không nhân mẫu. Mấy em tính không nhân mẫu đi, là em chọn hai viên trong 9 viên cùng màu thì chỉ thể là cùng đen và cùng trắng thôi. Vậy hai trường hợp, hai đen trong năm đen, bốn trắng, hai trắng trong bốn trắng, bấm vô 5C2 cộng 4C2 chia 9C2 ra 4/9 là câu A. Câu 34, lấy vi phân nữa em. T bình bằng x cộng 2, cho nên là 2t dt bằng dx, thế ngược vô đây là cái này là ra nguyên hàm của 2t dt là dx, vậy dx là 2t dt đúng không? Tôi thấy nó gì kỳ kỳ á. Bình tĩnh, x là t bình trừ 2 nha. Nhân cho t, nhân cho 2t dt. Đó. Cho nên này là 2t bình nhân cho t bình trừ 2 là câu A rồi. Cũng hơi căng đấy, là nó ẩu là sai nha. 35, nguyên hàm của cos ra sin, nguyên hàm của 1 trừ 1 phần sin bình là ra cotang, là câu C. Cái này là công thức không em? Câu 36, Ishikawa, trừ 1, 1, 2. Trừ 1, 1, 2 là câu A. 37, đường thẳng D này đi qua điểm nào? Theo anh á, thế vô, mấy em thế vô coi cái nào ba cái T bằng nhau. Trừ 3 nữa rồi. Thế vô đây là cái này ra trừ 2. 5 theo đây là ra trừ 2. 3 theo đây là ra trừ 2. Ok, câu B luôn. Hợp lý luôn. Đúng rồi, không sai đâu. 38 là con vách bằng 10.000 cộng trăm mi rồi mã quá nha mấy em. Còn nữa. 3 vách cộng 2 liên hợp vách trừ cho 4 trừ y tất cả bình con 10.000 cộng 100 y trừ 15 0 5
8 1 vậy là 5A bằng 15, B bằng trừ 8 các em. Cho nên module này là căn của 3 bình cộng 8 bình là căn 73 là câu A. 39, ok, 39 như 40 mới ngon nè. 39 là mấy em lấy đạo hàm cái đi, con này khá quen đúng không? Dễ hơi nhiều rồi. Giờ cái này đóng sao ta? Kiểu như là nó bị chèn lên á, bực mình người ta. Tôi cắt qua luôn đi. Chứ nhìn cái này hơi bực mình á. Cắt qua luôn. Ok. Đó. Quá im. Đó, nhìn giờ giải được luôn rồi. Nhìn nó kiểu như là nó dễ nhìn hơn. Rồi lấy đạo hàm nha. Đạo hàm cái này là ra 3x bình trừ 6x nhân cho f phẩy của x mũ 3 trừ 3x bình cộng m bằng 0. Nó sẽ ra hai nghiệm, một nghiệm là 3x bình trừ 6x bằng 0 đúng không? Cái này là hai nghiệm nè. Một nghiệm đó là f phẩy t bằng 0. F phải t bằng 0, các em nhìn là nó có hai nghiệm thôi, là 0 nè, thấy này không, là 0 với 2, nghĩa là hoặc t bằng 0 hoặc t bằng 2. T bằng 0, hồi nãy em đặt t là nguyên cộng này đúng không, mình trả về là x mũ 3 trừ 3x bình cộng m bằng 0, x mũ 3 trừ 3x bình cộng m bằng 2. Rồi nghe giải thích nè. Tổng cộng là hai phương trình này em cần thêm 6 nghiệm. Em cần 6 nghiệm đơn. Tại sao mình phải cần 6 nghiệm đơn? Là do cái này cần 8 điểm cực chị. Đúng không? Trong khi cái này nó đã hai nghiệm rồi, cho nên tổng cộng hai cái này mình cần 6 nghiệm đơn. Thì chúng ta muốn biết cái này đó, chúng ta phải cô lập m, chúng ta vẽ ra. Cô lập m ra trừ x mũ 3 cộng 3x bình. Còn cái này cô lập m là ra trừ x mũ 3 cộng 3x bình cộng 2. Vậy bây giờ mấy em vẽ một cái là mấy em vẽ có một cái còn lại rồi. Mình sẽ vẽ h là bằng trừ x mũ 3 cộng 3x bình. Rồi lấy đạo hàm nha. Trừ 3x bình cộng 6x cho bằng 0 là ra 0 với 2. Trừ cộng trừ xuống lên xuống, x bằng 0 thì bằng 0, x bằng 2 thì bằng 4. Ok, vậy là mình sẽ có cái đồ thị đầu tiên á, là từ cộng vô cùng xuống 0 lên 4 xuống trừ vô cùng. Cái đồ thị tiếp theo là mình cộng thêm 2 đúng không, là cộng vô cùng xuống 2 lên 6 xuống trừ vô cùng. Đó. Vậy bây giờ mình cần 6 nghiệm đơn đúng không? Nó có 6 nghiệm khi nào? Theo anh là nó đi từ 2 tới 4 thì nó mới có 6 nghiệm. Đúng không? Tại này cần đúng 8 điểm trị thì cần thêm 6 nghiệm đơn. Thì nó phải đi từ 2 tới 4 nó mới có 6 nghiệm đơn mấy em. Nó không được dấu bằng luôn. M phải đi từ 2 tới 4. Cho nên M bằng 3. Chỉ có M bằng 3 hơn câu bài toán thôi. Cho nên câu 39 là B các em. 39 là B. Ok. Rồi, đó là lời giải của anh nha. Các em có thể phản biện nếu mà các em thấy vẫn có vấn đề. Bây giờ tới câu 40. Anh sẽ cắt câu 40 cái nha. Xóa cái này đi. Rồi.
Ok. Cắt hình nón qua đỉnh, mặt cắt nón, một cái nón cắt qua đỉnh là như này. Đây là ớt. Ồ. Đây là dây cung cắt đúng không? Nó kêu tính chiều cao nó. Thì giờ vấn đề là em tính nó ô thôi đúng không? Mà nó cho tam giác này, tam giác vuông vuông cân. Tạo với trục một góc 30. Tức là góc này 30 nè. Cái mặt phẳng này tạo với trục một góc 30 là góc này nè. Rồi làm em có rồi. Cái diện tích tam giác này là cái đèn L đúng không? Đèn L thì diện tích tam giác SAB là 1 phần 2 L bình đúng không? Tại vì 1 phần 2 tích hai cạnh góc vuông nên nó biết vuông mà bằng 4 cho nên là L mấy? L bằng căn 2, 2 căn 2. Rồi em có 1 L rồi em tính cái SI đi. Đúng không? SI á nó sẽ bằng cái tam giác SAB tam giác vuông nha. Vuông cân luôn, cho nên cái SI á là bằng AB chia 2. Mà AB bằng là L, L nhân căn 2. Cho nên này là 4 chia 2 là 2. Em có SI là 2 thì em có thể tính được SO rồi. Em có SO chia SI là bằng cos 30. Đúng không? SO chia SI là cái tỷ lệ lượng giác này nè. Cho nên SO là bằng 2 nhân cos 30 là bằng căn 3 chia 2 là 2 nhân căn 3 chia 2 đó. Cos 30 là căn 3 chia 2 vậy là ra căn 3 là con D các em. 40D nha. Hồi nãy 39 là tụi mình giải câu B. Còn 40 là câu D nha. Rồi có sai sót gì hy vọng em góp ý không? Tạm biệt các em.